Dương Hậu xin chào quý nhà hảo tâm trong và ngoài nước. Hôm nay từ thiện ở bảy, Dương Hậu cùng bé Trúc đến trao tiền của anh Long Quách ở Hoa Kỳ cho Đoàn Hữu Tâm, 52 tuổi, bác sĩ chẩn đoán bệnh u ác bú và hậu di căn bạch hổ. Báo quý vị đã xem. Gia đình thuộc hộ nghèo khó khăn ở xã Đại Thành, thành phố Ngã Bảy, hôm nay thì cũng được anh Long Quách hỗ trợ 500 ngàn giúp thuốc điều trị. Hiện giờ gia đình cũng rất cần sự hỗ trợ, thì hôm nay được Long Quách giúp 500 ngàn, đây là việc làm công đức vô lượng. Chúc ơi, con bước qua trao 500 ngàn cho Đoàn Hữu Tâm đi chúc. À, đây là 500 ngàn anh Long Quách ha, hỗ trợ cho Đoàn Hữu Tâm. Xin mời con. Hôm nay khỏe không? Có hơi khỏe hơi không? Yeah. À, thay mặt Hữu Tâm cũng xin cảm ơn anh Long Quách đã hỗ trợ 500 ngàn. Chúc cho anh thật nhiều niềm vui hạnh phúc bên gia đình khi giúp vào chương trình Ngã Bảy Quê Tôi. Số điện thoại của Dương Hậu là 0909098469. Cảm ơn quý vị đã dành vài phút xem chương trình này. Đây là người nghèo, người bệnh quê tôi.